Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và ngày hôm nay, anh em ơi, chúng ta sẽ đến với shop huyền bí và có cơ hội giảm đến 90% tại shop huyền bí, cơ hội mua trang phục cực ngon. Nào, thử vận may nhé. Thế 65%. Nó không phải là một cái giảm giá quá cao nhưng mà cũng được. Thấy mấy anh em trên group là toàn khuyến mãi 50% thôi. Ok, thì các bạn sẽ cần mua là 489 kim cương để có thể là mở khóa được cái bộ trang phục kia. Mua với giá nó rẻ hơn. À đâu nhỉ, chúng ta chỉ cần mua với 350 kim cương thôi. Nào, ok, một cái ba lô mới này. Và tức là mua 3 món 350 kim cương thì mua cái bộ trang phục kia nó sẽ giảm giá khá là nhiều đó mọi người. Ok, để xem là cái gì mình chưa có nhỉ. Ok, chắc là mua cái gói thợ săn kho báu đi. Bình thường trang phục nó cùi qua nên là kẹo cũng đâu có mua đâu. Ok, đã có gói thợ săn kho báu, tuyệt vời. Ấy mấy bạn có mời. Lý do tại sao mà kẹo được các bạn bởi vì anh em spam nhiều quá, thi thoảng là mấy video sự kiện á. Ok, 489 kim cương, sở hữu ngay bộ trang phục là độc tài quân sự. Ngày trước mình nhớ không nhầm là cái này quay có mấy nghìn kim cương cơ, hôm nay rất là rẻ ạ. Ok, shop huyền bí game Free Fire nha. Xịn phết anh em nha. Ok, được không? Chắc là mình cũng sẽ đổi qua cái bộ trang phục nữ thì cũng có giá là 489 kim cương. Anh em mà được khuyến mãi nhiều hơn thì anh em sẽ được giảm giá nhiều hơn, còn kẹo nó chỉ có thế thôi. Còn cái gì mình chưa có nhá? Ba lô thiên thư à? Thôi chắc là mua cũng được ạ. Mua cơ bản là để lấy cái bộ trang phục nữ thôi. Ok, lá cơ trời à. What the hell. Anh em chờ xíu nha, kẹo mua lại nhá. Lá quá. Hôm nay mạng chỗ mình nó bị mèo phó. Trông đến để luôn. Ok, xong cái ba lô thiên thư nhá. Hành động này cũng được này. Hình như là kẹo chưa sở hữu à, mua luôn à. Chúng ta còn có thể là Phong ơi đừng mời anh. Còn có thể là mua thêm một cái gói nữa. Xem là cái gì mình chưa có ta. Phải mua thêm một món nữa cơ, cho nó đủ 350 kim cương cơ, hoặc là hơn á. Thế chắc là mình sẽ mua cái gói nào ta. Gói trị đại đi. Mình chưa có sao. Giờ ok. Được phết nhở. Thật sự là giống kiểu mua một được ba, rất là rẻ đúng không? Đây, 489 kim cương. Được không? Trời ơi, đẹp không đẹp không? Gói nữ tướng thép, xịn xò mãi nhở. Bây giờ cái gì cũng có, mỗi tội không có người yêu, chán quá anh em. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop ác chính thức của Sĩ Kẹo. Shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, what's up? Xin chào, 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ nha. Nếu như các bạn thấy kênh của mình có nội dung hay thì các bạn đừng quên đấy là hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Ok, chúng ta sở hữu một cây súng M14 nhá. Ngày hôm nay thì kẹo sẽ gáy khét cho anh em luôn. 33 thì có rồi nhưng mà cái giáp thì chưa có đâu, em thân nhiên ở dưới đấy. Nào, ok. Nào bạn ơi, bình tĩnh nào. Ê, kìa. Hình như là bạn ấy cũng xài cái gói độc tài không gian này lên bảng chưa. Các bạn thì cái vòng quay của chúng ta nó giảm giá khá là nhiều. Có nhiều bạn giảm giá tận 90%. Nên là ai cũng có cơ hội sở hữu cái bộ trang phục này thôi. Và theo như kẹo đánh giá là ngầu vai, dùng cái bộ trang phục này đi tán gái thì thôi rồi anh em. Mỗi tội kẹo không có bạn gái để tán, chán không? Ê đừng, thanh niên, bạn nào trên. Vừa nhẹ nhàng cái vỡ đầu rồi. Sorry nha. Ok, rất là tiếc bởi vì là bạn ấy ra đi sớm quá. Tôi là tôi cũng muốn bạn ấy sống lâu tí chứ nhưng mà khổ lắm cơ. Hôm nay là súng nó không có mắt anh em ạ, thế nên là thôi. Chưa mời mấy bạn nhá. Nhưng mà không sao đâu, kẹo sẽ giúp bạn. Ok, kẹo sẽ giúp bạn lấy top 1 nhá. Cố gắng chai hát cái nào. Hôm qua thì anh em đi 20 tháng 11 đúng không? Thăm thầy cô giáo không? Thích nhở? Vui chơi thích nhở? Thế thì hôm nay thì các bạn ở lại đây, các bạn xem video của mình nữa này. Chúng ta đang ở khu vực phía dưới cổng trời F thân như này. Nào, ui ôi, nhảy. Kẹo tính one shot bằng shotgun nhưng mà chưa có quen lắm nên là chưa one shot được thanh niên này. Ê, rồi, one shot. One shot nhưng mà phải mất 3 lần anh em ạ. Chai hát xíu mới hạ gục được thanh niên này. Ok các bạn. Thì bây giờ chắc là kẹo lên trên xíu đi. Oh man. Trông chán, không cơ chứ anh em.
Yeah, thì kẹo sẽ lên trên phía này nha. Well, well. Nào, để xem là có bao nhiêu thế như này. Ê, 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 ê. Trên này vắng quá ta. Ôi ôi, anh em đừng có sợ mình chứ. Mình mặc cái bộ trang phục nó lại cứ rồng lửa thế này anh em, có khi anh em sợ luôn. Đừng có sợ, trời ơi, sĩ kẹo đáng yêu dễ thương thế này, thế mà không ai yêu nhỉ. Chán lắm anh em ạ. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng có người yêu đâu, nhưng mà ê, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Hình như là mình thấy có hiện tượng lạ này. Oh my gosh. Vỡ đầu hang so. Chả hiểu luôn, bạn ấy tính nằm trên đó để gọi là giữ top leo danh cơ. Ok, gửi bạn tình yêu thương. Tôi là tôi đến nể với bạn rồi đấy. Chả hiểu sao nhưng mà thanh niên lại thích nằm trên đấy. Ôi ôi, tâm hồn mộng mơ đúng không, bay bổng lên trên trời đúng không. Ở dưới trời không có ai. Chắc là có lẽ là do kẹo quá đa nghi thôi. Ở dưới không có ai cơ. Yeah 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 yeah. Xuống dưới cái nhá. Vâng, các anh em đang nghe nhạc. Nhạc này người ta gọi là nhạc China Dizzy Remix. Đó, nói chung là nghe này cũng dịu dịu. Nhưng mà anh em nghe ít thôi. Nghe nhiều nguy cơ gọi là thủng tai gamer anh em. Các bạn là cái nhạc này nó cứ đợi bục 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 bục. Nhưng mà chơi nghe cái nhạc này hơi bị căng thẳng nhá. Yeah, ok, chúng ta có một con xe xanh hai chỗ. Skin rồng phượng lấp lánh bảy màu như là cái quan tài không ạ. Nhưng thôi tôi đi một xíu thôi, tí tôi xuống liền ha. Các bạn đi xe á, địch nó phát hiện ra vị trí của anh em, thế nên là địch nó cũng sẽ không lộ diện nhiều đâu. Cứ mục tiêu hôm nay tầm cỡ chục kill top 1 cái anh em nhá. Mà này nhá, bạn nào chưa like cho video thì like đi, không kẹo dỗ nhá. Dỗi là tôi không có làm clip cho anh em xem đâu ạ. Nói thế thôi chứ dạo này kênh của sĩ hơi bị mất tương tác, thế nên là mình có mở một cái kênh phụ tên là Sĩ Kẹo TV á. Thì cái link á, mình để bên dưới phần ghi bình luận nha. Thế nên là anh em có thể là đăng ký kênh ủng hộ cho kẹo nhá. Thank you các bạn rất là nhiều. Yeah, ok, cảm ơn anh em. Nhưng mà, này. Cái mẫu hiện tại thì kẹo đang dùng đấy là Goza này. Vậy thêm một cây shotgun M1014 này. Thôi, nghĩ thế nhưng mà chúng ta vẫn đi xe. Đi xe chạy cho nó lẹ anh em ạ. Chưa đi bộ thì không biết là bao giờ mới tìm thấy địch đúng không. Một cái trách nhạc khá quen thuộc. Cái này nghe nó kiểu, ui, bỏ mẹ thanh niên. Tôi đang thẩm nhạc thì tự nhiên, ui, what, man, ở trên con người kia. Này đứng lại, ui ôi. Bạn nhẹ nhẹ cái đam đỏ thì bạn ấy lên bản điểm số sớm quá mà. Ôi ôi, chán quá, buồn quá. Ui ôi, thiên hạ bây giờ không đối thủ rồi. Sĩ kẹo đã quá mạnh, không thể cản phá. Nhưng mà nói sương sương ấy thôi chứ tí gặp mấy thanh niên tay cứng, mấy thanh niên gọi là tay to thì các bạn ấy vả sĩ kẹo sấp mặt chứ. Tôi nói đâu có đùa với anh em đâu. Không đùa nha. Đấy, lớn rồi, ai đùa nữa. Ui, vãi. Bạn này làm shipper bông keo à? Ui, nhiều bông keo ấy. Mình xin nhá. Ôi ôi, mình xin nhá, thì nhiều bạn nhá. Được, VL luôn bạn ơi, bạn nhiều bông keo quá. Chuẩn luôn. Ok, sửa cái giáp mới tinh luôn nhờ. Anh em nhờ. Nào, chúng ta let's go. Vâng, và hiện tại thì kẹo đang có mặt ở phía cổng trời rồi. Vâng, chạy đi chạy lại, cuối cùng lại quay lại cổng trời. Nhưng mà, nào, ui, vãi. Nào bạn ơi, nó đứng cửa sổ nó canh mình hay sao. Ui vai, đông ghê vậy. Cái đủ mà, sao ghê vậy. Từ, người ta đã kịp làm gì đâu. Từ từ nhá. À, dựng nhà bông keo quá nhở. Được đấy, nào làm sao. Ui, cao thủ anh em ạ. Bây giờ mà mình ném quả liệu vào thanh niên này sát con mẹ nhà bà địch luôn. Thôi xong nhá, liệu đây rồi em ơi. Nào. Ra đi em ơi. Chuẩn không? Chuẩn. Ui ôi. Trên bị lựu đạn. Thương bạn quá. Ui ôi. Yeah. Nhưng mà quên nhờ anh em nhỉ. Trang phục đẹp không? Quảng cáo trang phục xíu. Nhưng mà thật với anh em thì những cái sự kiện của show huyền bí ra toàn là khuyến mãi cực khủng thôi anh em. Nên riêng tôi vẫn thích cái sự kiện này. Khá là thích là đằng khác ấy chứ. Đó. Quá. Lại là vùng đen gờ à? Bom rơi đạn lạc à? Tránh em ra nhá. Nói thật với anh em chứ bom rơi đạn lạc làm gì có mắt đâu. Yeah, kể cả là mình là sĩ kẹo, chúng nó cũng bom rơi nổ đầu nên là lúc nãy sĩ kẹo không có dám ra test nhân phẩm. Yeah. Ê, có người này. Yeah. Ui, hai đứa luôn. Vãi, cuộc tình tay ba. Ui, đổi thông hai mộ, một đứa ra đi rồi. Yeah. Sao á, nào. Bạn ơi, Kelly vàng à? À, được. Kelly gold à? À, được. Được này, ui ơi, bắn ngáo quá. Đang tập one shot bằng shotgun thế này, chơi chưa quen. Ôi, này. Rồi bắn đại đi anh em ạ. Ok, thế nên thứ 8. Thế lúc này là kẹo chỉ cần có thể là kiếm được 2 kill nữa là mình có thể là có 10 kill à. Wow, được ghê hả. Nhưng mà bo đang thu rồi, nên là chắc là anh em cũng phải nhanh chân theo tôi nhỉ. Chúng ta đi chỗ khác chơi chứ còn là bo thu nó đến đít là thôi anh em khỏi chạy á.
tâm này bo thu là nó đã khá là rát, nó khá là căng thẳng với anh em. Tôi không muốn là dồn thêm áp lực nữa đâu. Ui vãi, hễ đúng này 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 này, thưa kia cẩn thận cầm ngũ ra vứt vỡ đầu bây giờ. Ôi anh, em xin anh đấy, anh bán gì em sợ, em xin anh đấy. Thôi bỏ mẹ bo thu rồi, vãi chơi thế này ai chơi. Ôi bạn ơi, bạn chơi thế này rồi ai dụ bạn này nhá, đừng có bắn người ta, người ta có làm gì đâu, khổ vãi anh em. Nhưng mà đây, tôi phải vừa quấn nem lại vừa chạy xuống dưới, không sao. Yeah, chúng ta vẫn an toàn. Mà thanh niên ở trên cái căn nhà kia. À, sao chụp điện à? Mình không có thấy ai à? Thế chắc là nó vẫn đang ở cái căn nhà Doraemon xanh đỏ hai màu này đúng không? Căn nhà. Rồi, làm sao? Bắn vào mắt ấy, mình dựng bóng keo rồi bắn vào mắt. Ơ nhưng mà nó chạy đâu rồi ta? Ồ, oh, câu lựu lên này này. Ops, nhấn lộn cái trái bóng keo. À đây. Thì ra đây à? Hey, sao á? Này, gì cơ? Sao cơ? hay sao? Hơi ngáo xíu các bạn, tập chưa quen cái one shot nhưng mà nói chung là cũng ổn đó. Để chơi anh em thằng cuối đến cuối. Ui phải. Nó gài mìn luôn ạ, sợ quá. Anh ơi, anh là em sợ quá rồi đấy. Thế đến cuối đâu rồi? Nào, anh em theo chân tôi nhé. Ngày hôm nay chúng ta phải trừ gian diệt bạo xem sư tử thanh niên ở cuối này. Ê, nó vừa làm lộ vị trí kìa. Ồ, bạn ơi, thật ra là bạn tới số rồi. Đấy, hình như là mình thấy bông kem đúng không? Rồi, chuẩn rồi. Nói trên này. Ê, nào. Chạy như một thằng đần. Ê, cũng có. What the fuck? À, kia. Xuống đây bạn này. Xuống không? Này, ngũ gia này. Úi ôi, sợ chưa? Sự bông kem nhanh cái anh em ấy, không nó bắn vỡ đâu mình. Ê, ui, được phết nhở. Bạn ơi, bạn làm tớ sợ đấy. Cậu ơi, cậu đừng làm tớ sợ thế. Mình tính là mình sẽ đi móc lốp nó. Ui, này một phát vô đầu rồi. Phát nữa. Ê, yeah. Buya anh em, win game. Yeah, ten. Và giờ thì chắc là có lẽ là Kẹo sẽ hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn sau nha.